Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lạc Đường. Hôm nay thì Lạc Đường xin giới thiệu đến với các bác ba món ngon các bác có thể áp dụng trong bữa cơm gia đình nhà mình. Và hôm nay Lạc Đường sẽ chế biến hai món từ con cá ngừ này, với món cá ngừ kho tiêu mắm và cá ngừ nấu canh rau dưa chua. Đây là con cá ngừ mà Lạc Đường mới mua về các bác ạ. Và ở chỗ Lạc Đường thì cá ngừ này chỉ có hàng đông lạnh thôi các bác. Tiếp đó là đến món chân giò nấu giả cầy. Với món chân giò nấu giả cầy khi mua về thì các bác sẽ làm nước sôi cho nó sạch lông đi. Sau đó các bác sẽ quấn vào giấy báo hoặc là giấy học sinh như này. Các bác sẽ quấn khoảng 3 đến 4 lượt. Sau đó ta sẽ đem đi thui. Các bác có thể thui bằng củi hoặc là bằng bếp than hoặc có thể là bằng bếp ga cũng được. Và nếu như các bác có đèn khò như của Lạc Đường đây thì các bác vẫn phải quấn giấy báo vào. Sau đó ta mới thui thì cái màu da của cái chân giò nó mới được màu vàng đẹp. Còn nếu các bác thui trực tiếp thì cái màu da của chân giò nó chỉ là bị cháy thôi. Và khi đó ta cọ đi nó sẽ hết. Và đây là cái chân giò sau khi Lạc Đường đã thui xong rồi đây các bác. Đó, các bác có thể thấy là màu sắc rất chi là đẹp. Và để cho món cá ngừ kho không bị khô thì ở đây Lạc Đường sẽ sử dụng thêm một chút thịt ba chỉ nữa để khó lẫn vào. Để nấu được ba món ngon này thành công thì có rất nhiều những gia vị kèm theo. Các bác có thể quan sát thấy và Lạc Đường sẽ làm đến đâu giới thiệu đến các bác đến đó để cho video nó được ngắn và được xúc tích hơn. Ok rồi, giờ thì bước đầu tiên đó là sơ chế cá ngừ. Với cá ngừ này thì các bác có thể yêu cầu người bán, người ta sẽ sơ chế cho mình. Ví dụ như các bác có yêu cầu làm món chiên gừng hoặc là món kho hoặc là món canh, người ta sẽ pha chế ra thành miếng theo yêu cầu của mình và các bác chỉ việc mang về và rửa sạch đi là được. Và đây là con cá mà Lạc Đường đã mổ xong và đã đem đi rửa sạch rồi đây các bác. Bây giờ thì Lạc Đường sẽ lấy phần mình của con cá để làm món cá kho, còn phần đầu thì để nấu canh dưa chua. Với con cá ngừ nặng 3,8 kg này thì ở phần đuôi Lạc Đường sẽ giữ nguyên để sắt nguyên khoanh, còn ở phần bụng thì Lạc Đường sẽ bổ đôi ra và sắt những miếng vừa ăn như này. Các bác sẽ tùy theo vào con cá của mình mua để sắt làm sao những miếng nó vừa ăn là được. Đó, các bác có thể thấy Lạc Đường đang làm đó. Với phần đầu của cá ngừ thì các bác sẽ bổ đôi nó ra, sau đó ta sẽ chặt những miếng vừa ăn như thế này là được. Với cá biển khi mà ta sơ chế rửa bằng nước ngọt thì cái mùi tanh khá là đặc trưng. Để khử bớt cái mùi tanh của cá đi thì các bác sẽ ướp vào đây một chút rượu gừng. Sau đó các bác sẽ trộn đều nó lên. Cái rượu gừng này nó sẽ làm trung hòa phần nước đã và nó làm cho món cá khi ta chế biến nó được thơm ngon hơn các bác ạ. Ok rồi, giờ thì đến món chân giò nấu giả cầy. Thì hôm nay Lạc Đường sẽ sử dụng con dao chặt trong bộ dao 3 con mà Lạc Đường đang bán cho các bác. Có nhiều bác hỏi rằng là con dao này có chặt được xương cục hay không. Thì hôm nay Lạc Đường sẽ mạnh dạn chặt cái chân giò này ra để cho các bác xem. Trong trường hợp chặt một cái chân giò xương cục lớn như này thì các bác sẽ gặp một cái trường hợp như này. Các bác sẽ chặt nhát dao xuống và bị xương nó ngậm vào con dao. Nếu các bác bẻ như này thì con dao sẽ bị cớn hoặc có thể sẽ vỡ miếng. Nếu gặp trường hợp này thì các bác sẽ dậm mạnh một nhát xuống thì miếng xương sẽ tự khắc đất và lưỡi dao nó sẽ được an toàn các bác ạ. Để chặt được một miếng chân giò vuông vắn và đẹp mắt thì ở phần đầu của chân giò nó to, các bác sẽ chặt pha nó ra dày khoảng 4-5 cm. Sau đó ta sẽ bổ trở lại và các bác sẽ chặt vuông khoảng bằng nửa cái bao diêm là được. Còn về phần cuối của móng giò thì các bác chặt nguyên khoanh nếu là chân giò bé, còn nếu là chân giò to thì các bác cũng sẽ chặt dày khoảng 4-5 cm, sau đó ta sẽ bổ đôi là được. Đó, các bác có thể thấy Lạc Đường đang làm đó. Với một cái chân giò to và nhiều xương cục như này mà lại chặt bằng con dao chuyên để chặt thịt vịt thịt gà thì cái chuyện mẻ hoặc là cớn là rất dễ có đấy các bác ạ. Với phần thịt ba chỉ để kho cá thì các bác sẽ pha khổ và thái quân chỉ. Các bác lưu ý là phần thịt mỡ thì ta sẽ thái to hơn phần thịt nạc một chút vì khi ta kho dừ thì thịt mỡ nó sẽ quắt đi rất chi là nhiều. Các bác vừa nhìn trên màn hình đó là Lạc Đường đã thái thịt ba chỉ bằng con dao thứ hai trong bộ dao 3 con của Lạc Đường. Đó là con dao thái. Con dao này được khách hàng đánh giá là một trong những con dao rất chi là sắc và dễ mài sắc trở lại. Lạc Đường sẽ để lại số điện thoại của mình ở phần mô tả để các bác liên hệ để trải nghiệm và sử dụng bộ dao này. Ok rồi, giờ thì ta sẽ chuẩn bị một số gia vị cho món giả cầy. Đầu tiên đó là xả. Xả thì các bác sẽ chuẩn bị khoảng 4-5 cây, sau đó các bác sẽ đập dập và băm nhỏ. Tiếp tục là đến ớt cay. Ớt cay thì ở đây Lạc Đường sẽ băm nhỏ 3 quả. Để cho món kho cá thì ở đây Lạc Đường sẽ đập một chút gừng và một chút hành tím sẽ đập dập. Cà chua để món canh dưa thì Lạc Đường sẽ bổ muối cao. Tiếp tục là đến hạt tiêu. Hạt tiêu thì Lạc Đường sẽ sử dụng đó là hạt tiêu xanh đã được ngâm giấm. Các bác không có tiêu này thì các bác có thể sử dụng tiêu đen cũng được. Thì nà và rau mùi thì các bác sẽ rửa sạch cái phần gốc và rễ. Ta sẽ lấy cái phần này để đem đi kho cá. Và đây là toàn bộ cá và thịt và gia vị Lạc Đường đã sơ chế xong rồi đây các bác. Bây giờ là đến bước tiếp theo, ta sẽ chế biến và hoàn thiện món ăn. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ chuẩn bị một cái chảo sạch. Các bác sẽ cho vào đây một lượng dầu vừa phải. Các bác sẽ bật bếp chờ cho dầu lỏng ra thì ta sẽ thả cá vào ta áp chảo. Các bác cứ áp chảo hai mặt, khi thấy có màu vàng vừa phải thì ta sẽ vớt ra ngoài. Cá sau khi đã được ướp rượu gừng rồi và ta sẽ đem đi áp chảo như thế này thì cái sức nóng của lửa sẽ làm bay hơi rượu và nó sẽ mang theo những cái mùi tanh đi rất chi là nhiều và miếng cá của mình sẽ được thơm ngon hơn. Ngoài cái cách này ra thì các bác cũng có thể kẹp miếng cá vào trong vỉ và ta sẽ đem lên bếp nướng. Các bác sẽ nướng thấy vàng thì ta sẽ đem đi kho. Như vậy thì miếng cá mới được thơm ngon các bác ạ. Miếng cá sau khi đã được áp chảo vàng hai mặt như này thì các bác sẽ vớt ra. Tiếp đó là đến phần xương đầu cá. Phần xương đầu cá thì các bác cũng sẽ áp chảo sơ qua lên.
Khi thấy có màu vàng thì ta cũng sẽ vớt ra ngoài, lúc đó ta mới đem đi ninh với lại rau dưa chua. Ok rồi, giờ thì ta sẽ tẩm ướp cho món chân giò lẩu giả cầy. Các bác sẽ ướp vào đây khoảng 2 muỗng rượu trắng, 1 muỗng mẻ, 1 muỗng tương bần và 1 muỗng mắm tôm. Tiếp tục là các bác sẽ lên vào đây 1/3 muỗng bột ngọt và 1 nửa muỗng đường. Tiếp đó là xà bằm và ớt bằm. Cuối cùng đó là giềng xay. Sau đó thì các bác sẽ bóp đều nó lên và các bác sẽ để đây khoảng 5 phút cho thịt nó ngấm và ta sẽ đem đi xào. Tiếp tục là đến món cá kho thì các bác nên chọn một cái xoong nó dày lên một chút, hoặc các bác có thể sử dụng một cái nồi đất như của làng đường đây. Các bác sẽ rải gốc rau mùi và thì này xuống dưới. Các bác sẽ xếp loãng thoáng thịt ba chỉ và hạt tiêu đã được đập dập xuống dưới đáy. Sau đó thì các bác sẽ xếp cá vào. Các bác cứ xếp làm sao cho miếng cá nó được ngay ngắn và cái lồi cá của làng đường sau khi xếp xong nó được như này đây các bác này. Đó. Ok rồi, giờ thì ta sẽ chuẩn bị nước để ta châm cho lồi cá kho. Các bác sẽ chuẩn bị một cái chảo và ta sẽ cho vào đây một chút dầu. Các bác sẽ cho toàn bộ số hành khô vào và ta sẽ phi qua lên. Khi thấy hành có mùi thơm thì các bác sẽ cho vào đây đó là một chén ăn cơm nước mắm và toàn bộ số tiêu và gừng ta đã đập dập và khoảng 2 quả ớt bằm. Để cho cá có độ ngọt thanh thì các bác nên sử dụng đó là nước dừa tươi. Các bác sẽ cho vào đây khoảng 1 quả. Để cho nồi cá kho có màu đẹp thì các bác sẽ lên vào đây lửa muỗng nước hàng. Tiếp là các bác sẽ lên vào đây 1/3 muỗng bột ngọt, 1 muỗng đường và 1 muỗng bột lêm. Và đến lúc này thì các bác sẽ cho vào đây thêm một thìa to nước lọc. Sau đó thì các bác sẽ đổ toàn bộ số thịt ba chỉ vào và ta sẽ trần lên. Các bác sẽ bật bếp nhỏ lửa cho đến khi nước sủi trở lại thì các bác sẽ hớt bọt cẩn thận. Sau đó thì các bác sẽ múc toàn bộ số thịt và gia vị này vào trong nồi cá để ta kho. Ok rồi, giờ thì ta sẽ xào thịt chân giò. Các bác sẽ chuẩn bị một cái chảo cho một chút dầu và các bác sẽ cho vào đây một chút bột nghệ. Các bác sẽ chưng cái bột nghệ này lên. Khi thấy có màu vàng đẹp rồi thì các bác sẽ đổ thịt chân giò vào và ta sẽ xào. Khi xào thịt chân giò này thì các bác để tốc độ lửa nhỏ thôi. Và khi các bác xào khoảng 3 đến 4 phút thì các bác sẽ cho vào đây đó là nước dừa tươi. Ở đây thì là đường sẽ sử dụng một quả dừa tươi cho món chân giò này. Các bác sẽ đảo qua lên một chút và ta sẽ cho thêm vào đây khoảng 1 cốc bia. Ở nhà các bác có bia gì thì ta sẽ sử dụng bia đó. Cái vị bia sẽ làm cho món chân giò này thơm và ngon hơn rất nhiều các bác ạ. Và đây là nồi cá mà đằng đường đã đun sủi rồi đấy các bác. Các bác sẽ mở vung ra, ta sẽ kiểm tra nếu nó nhiều nước quá thì các bác sẽ múc bớt nước ra ngoài. Để một chút nữa nó cạn, ta sẽ châm trở lại. Còn đây là món chân giò, sau khi lạc đường xào và om được một lúc thì bây giờ lạc đường sẽ vợi vào trong xoong và ta sẽ om tiếp cho đến khi chân giò mềm là được. Tiếp tục là đến món canh dưa chua thì các bác chuẩn bị một cái chảo sạch. Các bác cho một chút dầu vào và ta sẽ thả rau dưa vào xào. Các bác sẽ đảo qua lên một chút thì các bác sẽ lên vào đây một chút bột ngọt và một chút đường. Các bác sẽ xào qua lên một chút cho rau dưa ngấm gia vị thì ta sẽ cho vào đây đó là cà chua đã được bổ mũi cao và ta lại tiếp tục xào. Các bác sẽ xào rau dưa và cà chua này chín đều lên một chút thì các bác sẽ cho vào đây đó là nước lọc. Các bác sẽ cho lượng nước vừa đủ ăn với gia đình nhà mình là được. Tiếp đó là các bác sẽ đổ toàn bộ xương đầu cá vào và ta sẽ ninh cùng với rau dưa. Rau dưa này là làng đường mua ở chợ về nên không biết nó mặn nhạt ra sao. Tạm thời thì làng đường sẽ lêm thêm vào đây một muỗng bột lêm và thả lốt số cà chua đã được bổ mũi cao vào. Các bác sẽ đẩy vung lại và ta sẽ ninh trong vòng 20 phút là ta sẽ được món canh rau dưa này. Và đây là nồi canh rau dưa, sau khi đã ninh được 15 phút làng đường đã tắt bếp đi. Bây giờ là đến bữa cơm tối, làng đường sẽ bật sủi trở lại và ta sẽ cho vào đây đó là thì nà đã được sắt khúc. Đây là bát canh rau dưa mà đàng đường đã nấu xong hoàn thiện ở đây các bác, rất chi là tuyệt vời luôn. Và đây là món chân giò lẩu giả cầy. Tổng thời gian đàng đường ninh cái món này là khoảng gần 40 phút và nó được như này đây các bác này. Đó. Bác có thể thấy là màu sắc rất đẹp và rất chi là thơm. Và bây giờ thì đàng đường sẽ đơm ra tô để gia đình ăn trong bữa cơm tối ngày hôm nay. Tiếp tục là đến món cá kho. Món cá này thì đàng đường kho tổng thời gian là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi và bây giờ nó được như này đây các bác. Đây là một trong những món rất chi là tốn cơm đấy các bác ạ. Và đây là toàn bộ mâm cơm với 3 món chính mà đàng đường đã chế biến trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bác có thể thấy là màu sắc rất chi là bắt mắt và hấp dẫn. Mời các bác uống rượu nhá. Mời các bác ăn nhá. Mời các bác ăn ăn cơm bữa tối cùng với lại thầy cho làm đường. Chưa bật rồi. Ê. À nhưng mà các bác ạ, hôm nay làng đường mổ con cá ra làng đường thấy như này này. À, chia sẻ thôi nhá, làng đường cũng không phải chê hay là gì đâu. Nhưng các bác đi mua lần sau thì chắc là bởi vì cái cá đóng đá cũng không làm gì được. Khi làng đường mổ ra thì bên trong nó có 4 con cá con, nó to bằng ngón tay cái á. Nhưng nó là đóng đá rồi. Đấy, thì bây giờ về con cá nó đóng đá như thế thì chả biết làm nào. Chả biết bắt đền ai, chả biết này là con cá nó ăn hay là người ta nhồi vào đấy. Không phải là nó có chửa mà trong bụng của nó có bốn con cá khác. Bốn con cá khác được xếp rất là ngay ngắn ở trong ruột. Mình nghĩ là người ta nhồi vào. Nó nhồi vào để cân rồi. Ở đây nó lặng cân. Cá gì? Cá cá biển thường thôi. Bống riếc vớ vẩn vào. Không, con cá gì nó to mà con chân cái, xanh trắng. Cái cá biển này nó đặc thù của nó là dù mình có linh thế nào nó vẫn nguyên miếng này các bạn.
rất chi là thơm. Hạt tiêu và cái gốc rau mùi và gốc thì nám rất chi là thơm. Đấy, màu sắc nó hơi đen đen này nhưng mà nó thực tế ra nó này là thui bằng giấy báo cho nên là nó có màu vậy thôi, nó đẹp lắm. Nó không phải là thui đèn khò thì lại không được cái màu này. Khai trương cái bếp. Khai trương cái bếp. Tôi cái bếp mới. Tình hình này có khi được phải để 2 ngày cũng phải nấu gì đâu. Cứ thế này bỏ ra ăn rồi. Lạc Đường xin cảm ơn mọi người đã xem video của Lạc Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.